Ok. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một video sau đồ cao thủ Tống Kiên ơi. Ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy thì Trần Tống Kiên đánh rất khó nữa mà. Và có những người gánh tem như là Jin Hồ Báo Phê Kim, HN Louis Phê Kim, gánh tem và gà con gánh tem anh em ơi. Còn lại là Auto Phê Tống nữa mà. Thực sự là khai khải không thể nào ra khỏi nhà đâu ạ. Và bây giờ chúng ta cùng xem sẽ đồ cao thủ HN Louis thử nha anh em ơi. Ngày hôm nay thì HN Louis có cho mình được 95.105 điểm và 277 mạng. Và 31 đầu bờ sơ và 24 lần thử vong, bờ ca khá ok nè mày. Liên chạm 31 lần. Hiện tại đang có cho mình những món đồ như sau. Anh em thấy không, hiện tại đang sở hữu một con bông tiêu phát sáng nè mày. Đó, tiêu phát sáng đẹp không? Vàng vàng đó nè. Bông tiêu phát sáng quá dữ luôn. Rồi, chúng ta cùng xem sẽ đổi nha. Đầu tiên thì chúng ta nhìn sơ qua thì đang sở hữu cho mình một cây nỏ không kiểu môn phái mắt ọp nha mày. Thiên quang. Nội lực 400, tốc độ đánh 40, sức thương 150 và 50 điểm và hút nỗ lực 8 và tam nhãn 3 cấp. Ở cái tam nhãn 3 cấp thì đường môn đã đặt móc 261 nha mọi người. Hơn Ải Khải hoàn toàn nữa mọi người. Ải Khải thì không đặt được đâu. Ải Khải chỉ 1 là 201 thôi. Cánh lách vào 201 không? Còn Ải này cánh lách vào đặt 261. Đánh rất là khác nha nè. Rồi. Và hiện tại đã sử dụng một set đồng băng thở tương đối là mát 19 nè. 30 nè. 30 nè. 29 nè. Và tiếp tục sở hữu cho mình một cái nón địa phách 29 phòng thủ và chậm 40. Sinh lực lực và 2 cấp skill chiến nít loạn hồng kích. Và một áo xâm hoa phục hồi 43, 3 cấp phòng thủ 22, sinh lực 331. Và một đai lưng bên hàng thủ lý 30, chóng 44% và chậm 41% sinh lực lực và đường môn âm khí 2 cấp. Và một bao tay thủ lý 25, 40 thông pháp 20, sinh lực lực 18x. Và một đôi giày tóc 40, chóng 40, sinh lực lực 18x và kháng hộ 25, sinh khí 20. Và một con bông tiêu kháng cảm 1. Và con tiêu này đã phát sáng màu vàng nha mọi người, đúng không? Dưới chân người là có phát sáng, người phát sáng khắc con bông tiêu khả liền như nào đó. Và có cho mình thêm một cái ấn kháng băng 24 và một cái tiếp băng tinh kháng cảm 5, một phi phong kháng cảm 10. Và đặc biệt ở đây là có cho mình một cái mặt nạ tranh đọt kỹ năng chiến đích 2 cấp, giúp hồn nghiệt ảnh 2 cấp, bảo vũ 2 cấp, cửu cung 2 cấp và loạn hồng kích 2 cấp. Thì ở cái vừa rồi thì Đức đã đấu cho mình được hai món, đó là một cái mặt nạ tranh đọt và một cái vũ khí thiên tử này mà. Và vũ khí này hạn sử dụng 7 ngày nha anh em. Và vũ khí này đấu giá trên dưới hơn gần 1 cho đến 2 triệu nha anh em ơi, tùy hôm nha anh em. Rồi cái mặt nạ này tương đối như vậy nè mà. Và nói chung là hai món này trung bình khoảng hơn 2 triệu nha anh em. Quá dữ luôn, nhưng mà hạn sử dụng 7 ngày thôi nè mà. Rồi, set đồng băng này thì set map tương đối mát nha anh em. Set đồng băng này ở hiện tại server có giá từ cho 3 cho đến 5 triệu tùy người bán tùy người mua nha em ơi. 3 là giá rẻ nhất và chung chung thì có thể là 3 triệu hơn 4 triệu gì đó tùy người bán người mua nha. Sẽ không bao. Rồi. Sở hữu cho mình tiếp tục đã một cái đai lưng băng hàng. Đai lưng này thì ở server đỡ mà nói hiện tại bây giờ ép thường khá là dở nha em ơi. Gom mảnh, cố gắng gom mảnh thì trị giá ở cái đai lưng này khả nghi cũng hơn 2 triệu nha em. Đó. Và cái nón này cũng vậy, cái nón này thì mở cái móc giả tạo 4k ra. Đầu server thì cái nón này khoảng tầm hơn 1 triệu cho đến 2 triệu. Đó. Tầm này thì cũng rẻ nè. Và một cái áo xâm hồn. Áo xâm hồn này được cái sinh lực cao và 3 cấp đường một âm khí. Còn lại là cái phục hồi hơi tiếc rồi mà. Cái này phục hồi 47 là càng khỏe nữa nha nè. Áo này thì hơn 1 triệu nữa nha nè. Bao tay này tương đương khoảng 1 triệu hơn. Đầu server thì 5-6 triệu một cái đó. Nhưng mà tầm này rẻ nè. Ép nó rẻ nè mà. Hiện tinh rẻ thì tinh rẻ nè. Ép rẻ nè. Đôi dây này cũng vậy nè mà. Còn vùng tiêu vĩnh viễn. Vùng tiêu này ở server hiện tại khoảng giá khoảng tầm từ 3 cho đến 5 triệu nha nè. Nhìn sơ qua tổng xếp đồ này của cầu thủ HN Louis thì chúng ta điểm sơ qua và đem tự cộng nhẩm vào thì kèm với những cái vũ khí và thời hạn như thế này, mặt nạ thời hạn như thế này. Thì nhìn sơ qua đạc này tương đương đang có sở hữu cho mình khoảng một xếp đồ và ác cao hơn 20 triệu nha em ơi. Hơn 20 triệu vị đồng đồng nha mọi người. Một cái ấn không băng này hiện tại server khoảng tầm 1 triệu nha em. Khoảng tầm 1 triệu. Rồi. Anh em theo dõi video đừng quên để lại cho cầu thủ HN Louis một like chia sẻ ủng hộ cho nha em ơi. Nói chung là ngày hôm nay đánh được 3 khá khác lắm mà. Nói chung là cái nỏ này là làm nên tất cả luôn em ơi. Cái nỏ này mà Khải cầm nó không kịp thì cũng không khác gì HN Louis đâu. Chưa nói có thêm mặt nạ 9x nữa nè. Điểm sơ qua thì chúng ta thấy hiện tại HN Louis đang có càng khôn 2 cấp kỹ năng. 2 cấp kỹ năng kèm với cái này 2 cấp kỹ năng nữa là đang có 24 skill 9x và kèm với tuyệt thớ thì 25 skill 9x rồi nè em ạ. 25 skill 9x và cái này tam nhãn thì hiện tại tam nhãn đã đặt móc 37 chấm phái, đặt móc 35 đi. À 37 luôn chứ 35. Đâu từ 32 đúng không? Hiện tại chấm phái là 32 kèm với cái này 3 là 35 rồi mà. Đặt móc 35 chấm phái. Dựng móc hoàn toàn rồi mà.
anh này cánh lách thì sẽ được 261 ở tống kim đó mọi người, 261 tống kim đó. Cái nỏ này thì cái tóc 40 không quan trọng đâu, 20-30 cũng được, không còn quan trọng, quan trọng là cái tâm nhãn 3 nè, nó dùng móc ở trong phái 35 là ok nè mà. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với hoạt động ngày hôm nay, đó là lên phần quân đội nè mọi. Anh em theo dõi video đừng quên ủng hộ cho HN là biết, một like cho sẽ ủng hộ cho nè mọi. Bây giờ thì chúng ta cùng lên phong độ và đi hoạt động ban nha mọi. Và kính chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ nha. Sau những buổi tống kim thì anh em thích soi đồ cầu thủ nào có việc comment. Khải soi được có thời gian soi được cầu thủ nào Khải soi cho anh em xem nhé. Ok, bây giờ thì Khải lên phong độ cho anh em.